Nó chơi thời buổi giờ hòa bình rồi thì lo làm ăn chứ Đúng chứ chống phá gì chú ha. rồi. Bây giờ chống chống cái gì bây giờ? Phải lo làm ăn kinh Làm tế là ăn chính. làm hợp pháp đâu, Dạ. nó ai lấy lại luôn mà cái Bởi vì chú thấy giờ một số những người lớn tuổi ở bên Mỹ họ 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 về Việt Nam con thấy nhiều lắm á. Họ nó về họ nghỉ hưu bên này là họ được đó hưởng nó cái lương hưu á. chú tính đi, mấy ông lớn tuổi mà được hồi trước đi làm hãng trưởng á, bây giờ ít nhất một tháng ông lãnh tối thiểu cũng phải là 1.000 đô, Dạ. nó lương hưu á. Dạ. À, tối Dạ. thiểu là cũng phải 1.000 đô chứ đâu có dưới. Dạ. Nên hai vợ chồng kiếm được 2.000 đô, hoặc là một người đi, một người còn người mất đi cũng vô có 1.000 đô. Dạ. Mà nếu quan trọng là anh về đây anh phải có cái nhà anh ở, Dạ. thì 1.000 đô đó cái tiền hưu thì trên thế giới này dân Mỹ đi nước nào rồi cũng lấy được hết trơn. Nó Dạ. tiện tiện hồi trước mình Đúng đóng rồi. vô như chú làm chú đóng vô, giờ chú lấy ra Đúng, đâu có đúng, tiền của đúng. chính phủ, Dạ. thành thử bắt buộc phải trả cho mình Đúng, thôi. tiền đó là Mình ở tiền trên chưa. thế giới chỗ nào lãnh cũng được. Dạ. 1.000 đô ở đây bên Mỹ thì thấy nó không lớn mà không nhỏ, Dạ. nhưng mà đối với Việt Nam rất lớn. Dạ, Một ngàn đô 23 đây là tính triệu. 23 triệu, Dạ. 23 triệu mấy bữa Một nay tháng xài cho á. hết. Thì một tháng để anh ở một người á, Dạ. làm sao anh dài hết. Mình về đây rồi anh nhập quốc tịch nữa thì bảo hiểm y tế hàng tháng mà chưa tới 1 triệu bạc, có Dạ. mấy chục đồng này Quá rẻ. đó. Còn nếu ngon nữa thì anh ra anh mua bảo hiểm tư, anh mua y tế tư Dạ. cũng 1 năm có mấy triệu, à Dạ. bảo hiểm tư thì người ta khám tốt hơn Dạ. đó. Thì vậy anh dư sống được Dạ. 23 triệu 1 tháng rồi. Rồi anh muốn đi chơi du lịch muốn đi đâu, nhưng mà quan trọng nhất là phải có cái nhà anh ở, Dạ. chứ anh về đây mà không có nhà thì 1.000 đô anh cũng không làm gì được. Dạ. Không lấy anh đi mướn khách sạn, mướn nhà anh ở ngoài Dạ. đó. Chứ phải có bà con đồ giàu là thân ruột thịt không có, nhưng phải có bạn bè hay là người Dạ. xưa cũ hoặc Dạ. là người thân người gì đó. Dạ. Cái giờ người ta về người ta nhiều lắm. Con thấy giờ về nhiều lắm chú ơi. Mấy người lớn tuổi giờ họ thấy họ chọn ở quê hương. Đó, có lương Đời hưu sống là về nó đây sống khỏe. thấp ở Việt Nam, đời sống nó thấp. Mình sống mình không có làm đụng tới vấn đề chính trị Đó, và chống phá cũng ai là đúng chẳng ai cái đụng mình chỗ hết. cái kể ai làm cũng Dạ. làm. Mà hỏi bây giờ chống đối được cái gì? Dạ. Hồi trước anh quân hùng tiến mạnh nhưng mà anh còn bảo anh chạy nữa, bây giờ làm cái gì? Mấy Dạ. thằng bên kia chẳng qua là nó hô hào nó nói để nó kiếm tiền đóng góp cho nó vậy, chứ thật Dạ. sự anh được cái gì trơn. Dạ, bởi vậy chú thấy toàn là gì đâu không. Ai cũng lo giờ Việt Nam mà mở cửa bình thường thôi, ai cũng ầm ầm mà vào kéo nhau về. Đất nước bây giờ là đổi mới rồi. Cuộc sống thay đổi quá nhiều. Nhưng mấy đứa con chú bên đó nó cũng ổn định cuộc sống hết rồi ha. Thì cũng mừng hả chú ha. Cái đó quan trọng vậy. Giờ giờ chị về bên này có thím rồi còn chú còn con cái bên này nữa. Chàng ở nhà cửa cuộc sống đầy đủ hết trơn luôn. Con thấy đi đâu đi cũng không bằng ở quê nhà chú ơi. Con sống ở Mỹ mấy chục năm rồi con thấy cái mô hình xã hội bên đó nó chật vật vật chất dữ lắm, nó chủ nghĩa vật chất ghê gớm lắm. Nhà mình sống có gì mình sống bấy nhiêu, Dạ. không phải đồng tiền con cái gì hết. Dạ. Tôi không phải mình sống đầy đủ rồi mình nói dấp, cho tôi nghĩ là con cái mình cũng không nên làm phiền. Dạ. Nói thật giống cho con ở rồi nó không có làm có tiền kệ nó, Dạ. đi qua đi về tiền túi tôi bỏ ra tôi không cần. Con cái Dạ. con trai mình á thì nó phải còn có con dâu nữa, Dạ. mà nếu con gái thì còn có thằng rể nữa, Dạ. chứ không phải nói chuyện là con tôi con trai tôi rồi đồ là tiền nó không phải lo cái này cái khác cho mình, Dạ. không nên làm như vậy. Dạ. Theo quan điểm của tôi là khác Dạ. à. Chú lớn tuổi mà chú cũng tân thời ghê chứ. Chúng hội Quan hòa điểm nhập với cái không bao giới giờ trẻ mình ghê luôn đồng á. tiền con cái trần đó. Dạ. Ví dụ thằng con mình nói không ly mình nói mà thằng con trai mình không lý mua cho ba này ba má cái này, mua cho ba đi lùm lo giấy Wow. máy bay cho ba Dạ. về rồi
không lý nó không làm. Dạ. Rồi nấu con mình mà. Dạ. Nhưng mà làm mình cũng nghĩ là vợ nấu cũng khó. Dạ. Khó. Đâu khi gặp vợ nó tốt nó dễ thì nó chỉ gặp vợ có dễ nó không lo gia đình nó rồi này nọ thêm. Dạ. Có khổ. Nhưng mà nếu gặp con gái á, thương mình thì lo, nhưng mà gặp cái thằng rể nó buồn sáng. Dạ. Mình cũng ngại. Mình dạ. Cũng ái nái cho nó chứ. Dạ. Mình sống mình không muốn gia đình con cái nó xào xáo vì vấn đề vì mình. Dạ. Vì mình vì đồng tiền mà gia đình xào xáo. Dạ. Thì mình không. Chú Thím có cuộc sống ổn định mà. Vật chất chú có nhà thuê ở đây nữa. Thu nhập của chú cao vậy là quá ngon rồi. Dạ. Nó chứ đời sống bên đó tụi nó cũng chật vật, cũng phải lo cuộc sống của nó chứ. Nó nghiệp luôn, không phải máy đưa con thôi. Nó ở máy đưa phải ở tài sản Việt Nam, tôi làm gì chút tôi cho thôi. Ồ. Chia đều. Không có đứa nào nói chuyện con gái khác, con trai khác, hay là đứa nhỏ, đứa lớn khác. Dạ. Thấy mấy đứa con chú nó ngoan ghê, con thấy nó nói chuyện với chú á. Đó. Chàng ơi. Dễ thương. Dạ. Thấy nói chuyện với chú thấy ngoan, thật là ngoan. Ừ.